đã nhìn thấy lên cái gạo bên phải là một cô gái rất dịu dàng, xinh xắn, đáng yêu. Và em được mệnh danh rằng đây là một giọng hát ấm áp đầy truyền cảm. Mỗi khi em cất tiếng hát lên, tiếng hát của em như gõ vào từng trái tim của mỗi con người. Xin các bạn hãy đổ một tràng pháo tay thật lớn và lân nhiệt. Chúng ta cùng chào đón tiếng hát của Kim Ngân với ca khúc Miền Tây Quê Tôi, sáng tác của Bèo Quê.
quá là mơ mộng.